trợ lý Phạm Anh Tuấn của câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An vừa nhận án phạt nặng vì những phản ứng gay gắt giới trọng tài. Trước đó, trong trận hòa 4-4 của Sông Lam Nghệ An trước Quảng Nam ở vòng 4 Night World J-League 2023-2024 diễn ra hôm 2 tháng 12, trợ lý Phạm Anh Tuấn của Sông Lam Nghệ An đã có những phản ứng gay gắt giới trọng tài chính Khổng Tam Cường và không đồng tình với quyết định ở một số tình huống trong hiệp 1. Ông Tuấn còn dùng nhiều lời lẽ lăng mạ, xúc phạm trọng tài. Giám sát trọng tài và lãnh đạo đội chủ nhà sau đó đã nhanh chóng can ngăn để tránh vụ việc diễn ra theo chiều hướng xấu hơn. Sau hành động thiếu bình tĩnh với trọng tài chính Khổng Tam Cường, trợ lý huấn luyện viên Phạm Anh Tuấn cũng đã phải nhận về tấm thẻ đỏ trong trận đấu đó. Ban tổ chức J-League 2023-2024 đồng thời cũng đánh giá trọng tài Khổng Tam Cường đã không hoàn thành nhiệm vụ ở trận Sông Lam Nghệ An hòa Quảng Nam 4-4 khi có một số quyết định không chính xác. Vì vậy, ban tổ chức đề nghị ban trọng tài VFF xem xét xử lý kỷ luật nội bộ đối với trọng tài Khổng Tam Cường. Trong các quyết định kỷ luật vừa ban hành, VFF còn phạt 3 triệu đồng với câu lạc bộ Thanh Hóa do có 6 thành viên nhận thẻ vàng trong trận gặp Khánh Hòa, phạt 2 triệu đồng với Nam Định do có 5 thành viên nhận thẻ vàng trong trận gặp Hà Tĩnh ở vòng 4. Tại giải hạng nhất, Bà Rịa Vũng Tàu cũng nhận án phạt 2 triệu đồng vì có 5 thành viên nhận thẻ vàng trong trận gặp Đồng Tháp ở vòng 5.